Trước khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất khi mình đăng video mới. Đó thì các bạn đã thấy rằng là cái tỷ lệ đăng ký kênh của mình rất là thấp, chỉ có 20% thôi. Thế nên là bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh nha. Và nhớ ấn like để giúp Núp có động lực làm những video sắp tới. Ok thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video nào. Hi, xin chào các bạn quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Minecraft. Và đồng hành cùng với mình đó là Núp Team. Chào mọi người đi nào bạn thanh niên ơi. Chào mọi người đi. Đấy thì ngày hôm nay chúng ta lại quay trở lại với những hòn đảo siêu siêu quen thuộc các bạn ơi. Đấy thì ngày hôm nay là chúng ta lại đến với Lucky Block Bedwars. Thì thôi chọn đảo luôn nhỉ. Đấy cái mini game này siêu quen thuộc rồi. Thế nên đâm ra là hơi chọn kim cương luôn bạn. Đấy thì ngày hôm nay là chúng ta sẽ bảo ui ôi cái gì đấy, vừa bảo cái con súng bãi nó rượt mình rồi. Té. Trời ơi. Đấy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bảo vệ giường bằng cái Lucky Block có tên đó là Super Squad các bạn. Ui, trời ơi quá trời kiếm ở trong này luôn. Đấy, đọc cái tên thôi. Ok, xem nào. Super ok. Super Squad vừa vào bị sẽ đánh hay quá trời quá đất luôn. Ôi có cái kiếm đá rồi. Ui thiên nhiên đã có kiếm à? Hay quá. Hay quá bác dân làng. À, bác dân làng không đổi cái gì bạn ơi. Cứ tưởng bác dân làng đổi đồ gọi là siêu vip cơ. Ui, cái gì đây? Ấy à, thôi, chứ vừa vào ui, đống đất anh luôn. Sao con này nó bắn đau thế nhở? Ui giời, chắc là do mình chưa có gọi là. Ui giời. Ok bạn ơi tôi chưa đập. Úi rồi ơi. Trời ơi bạn ơi ngày hôm nay tôi có vẻ là tôi thấy ủa mày quá. Tôi thấy được đèn đen sao các bạn ạ. Úi rồi ui có sắt này. Ồ ai hai bơ sắt hay quá. Trời ơi tí nữa chúng ta có thể là đi mắc may mắn cũng được. Rồi chúng ta có một đôi giày ui ủng ra không phá vỡ luôn. Một cái cúp sắt. Ôi ôi. Được cái nhở. Có vẻ là ý trời cho mình mắc may mắn rồi bạn. Xem nào. Ok cứ từ từ thôi bạn ơi. Cứ từ từ thôi. Xem gọi là đập ui rồi đập mấy lần không có cái gì luôn bạn ơi. Ảo thật đấy. Rồi ok cái luôn. À chứ toàn cái ui rồi. Đấy giờ đập toàn ra cái gì đấy dìu này. Ok. Rồi mình sẽ gọi là chúng ta ăn cái này rồi các bạn ơi. Vô lý các bạn mà không thực tế nào thế nào. Ui là một cái que. Rồi. Ủa lại là kiếm. Nhưng mà lần này là kiếm sắt bình thường các bạn ơi. Ok. Mấy thanh niên. Ui ôi. Cái gì đây anh bộ xương này mặc cái đồ gì đây. Ui ôi. Đồ đất lại có cả cái hai cái thanh kiếm trước ngực cả. Ok. Thôi anh rất cổ hôm nay đi. À nhưng mà em đau quá. Rồi, đập hết một sở tách rồi chưa được cái gì luôn. Đúng toàn ra quái vật tôi này. Cay thật sự bạn ơi. Ui ôi. Quên mất không đào kim cương. À thôi. Đào kim cương đấy hơi dơ các bạn ơi. Ê, con này nó vẫn tắt vào đây. Thế nào con người giám hộ này. Mình đi chỗ khác đi, chỗ khác đi. Rồi ok bạn này, mình đuổi nó đi à. Rồi, trước lại bác giật là. Ui rồi. Rồi đang xử lý luôn. Rồi, có vàng. I have a gold. Ok bạn. Ui. Đấy, tôi bị gọi là ui rồi. Quả mũi tên này nó dính luôn vào vai bạn. Đấy nha, mình có vàng đây này. Chúng ta được 60%. Rồi, thêm này là 90% và thêm cái này 93% à? Này nó hơi gọi là ok không ra 93% may mắn quá đỉnh các bạn ạ. Thế là được rồi. Đây. Bây giờ là mình sẽ gọi là ui nhưng mà phải đi tìm cái nút bấm. Cái nút bấm thì mới có tác dụng được với cái mắc may mắn các bạn ạ. Rồi. Qua đây chặt ít gỗ coi. Đấy các bạn thấy không? Mình cứ chặt ít gỗ để làm cái nút bấm cái đã rồi chúng ta mới tiến hành chứ không là nãy giờ tôi đập cũng gọi là gần một sở tách rồi chưa ra được cái gì các bạn. Toàn cái thứ gì không à. Cái nền luôn. Rồi ok. Rồi, không nói gì luôn. Hay quá, gấu bắc cực. Cháy ra quay. Ấy chết trời, đánh nhầm nó cắn mình. À! Rồi, hay quá. Nhiều vậy. Rồi, tao thui luôn. À, nó đập một cái rồi ra gọi là quá trời là quái vật luôn bạn ơi. À, ôi con gấu này chắc nó quên mình hả bạn. Ê, mày sẽ không nhớ tao đâu. Rồi, một quả TNT. Hay quá, trời ơi. Rồi, ok bạn ơi. Ui ôi, con zumbai. To thế. À, nguyên một dàn zumbai gọi là xếp chồng lên nhau luôn các bạn. Chúng ta có một giáp kiếm cầu vồng. Oh my god. Ok, chúng ta đã có được cái đồ đầu tiên liên quan đến cái Lucky Block này các bạn. Hạnh phúc quá trời. Ok. Món đồ đầu tiên liên quan đến cái Lucky Block này. Sau đó thì toàn nhận được cái ối trời ơi gì không à. Lâu lắm mà mình không đập Lucky Block. Thế đâm ra mình đen đấy. Núp cũng đen lắm luôn đấy. Không biết cái gì luôn. Nãy giờ Núp cũng không đập được cái gì luôn. Luôn rồi. Có vẻ là hai anh em kia đang rất là xịn sò đấy bạn. Cứ đi bạn nào nha. Ghê quá ta. Chưa đi bạn nào. Ghê nhờ. Uầy. Thả luôn có mỗi mình cái vành nữa bạn. Có mỗi mình cái vành. À, lại sẽ đánh. À, lại ném thuốc. Cái gì đây? Ui. Cánh bằng kiếm. Oh my god. Hình như cánh này cánh bằng kiếm. Cánh bằng kiếm làm bay được không? Rồi ok bạn ơi. Có khả năng. Ui rồi ôi xịn nát thế nha, mình sẽ bay không ra. Nào, bay nào. Bay đi. Ui, bay. Bay vậy, bay hơi như kiếm luôn. Hơi hoa mắt nhưng mà có thể bay được. Ok bạn ơi. Thuốc tăng may mắn đây rồi. Ok bạn này bay. Không bạn có bay lên được không? Ok các bạn này hình như cái này chỉ không bay à? Bay một đường thẳng thôi. Ok vậy. Ui cái này được nha. Cái này xịn nha các bạn ơi. Ui được, cái này gọi là cái này giống kiểu lướt ấy. Thế thì mình sẽ có cách ra được khu mít kìa. Đây, mình sẽ bắt block lên cao này đấy, xong rồi chúng ta sẽ lướt một đường gọi là thẳng tắt luôn. Đó, nhìn này. Ôi trời ơi. Cánh bằng kiếm, kiếm bằng cánh. Ok, piu. Chúng ta sẽ ok, bạn hạ cánh ở đâu đây? Hạ cánh đâu đây? Ui giời ơi. Nhà đây ta. Nhà lapis của ai ta? Qua nhà lapis chơi các bạn ơi. Qua đây, qua đây. Luôn nhà lapis của ai là biết rồi đấy. Ok bạn ơi. Núp tới đây Vanh ơi. Chào Vanh nha. Qua đây làm gì? Qua đây nhau, qua đây nhau. Làm sao? Làm sao? Ui. Ui ui. Hả? Ủa không gây rắt thương này, cánh hoa mắt nha. Hơi hoa mắt à? Hơi hoa mắt, hơi hoa mắt à? Hơi hoa mắt à? Ui ôi ôi đẳng cấp chưa Vanh, Vanh tuổi con ngàn con nha. Ui, cái gì đây? Sao cho núp nói lại câu nữa. Dạ. Nào, như nào? Rồi rồi như nào? Thôi, chạy kìa. Thôi đừng nói nữa. Đứng lại đấy, đứng lại với nhau đây. Đi về đây. Đi về, tại sao ta phải đi về? Tại sao chúng ta phải đi về? Úi giời. Đi luôn. Đi luôn bạn ơi. Uầy, quả gọi là lướt kiếm thì ghê thật sự bạn. Chó bắn đi. Ok, chó tầm này ra thịt chó luôn. Cúp kiếm gỗ. Cúp kiếm gỗ là cái gì? Trời nghe nó là lạ vậy. Uầy, hình như là ngày hôm nay tất cả mọi thứ đều làm gọi là liên quan đến kiếm các bạn ạ. Uầy, được đấy nhờ. Này, lúc chứ sang nhà thanh niên Vanh đánh mấy cái thôi nhặt toàn rác đó. Cay thật. Ok, thôi chúng ta đập tiếp. Hết một cái. Cái gì đây? Uầy, con giời này. Nhòn này, nhòn này. Nhòn này. Nhòn này. Ui, dĩ nhiên có quả kiếm thì to đấy. Ôi giời ơi, đi luôn. Ui, dĩ nhiên có quả kiếm thì to lắm các bạn ạ. Ôi, thanh kiếm khổng lồ à. Ok, chúng ta có một cái gì đây? Cung bằng kiếm. Cung kiếm. Ok các bạn ơi, nhưng không có mũi tên. Rồi, chúng ta sẽ kiếm mũi tên. Cung kiếm bạn nghe nó hơi ảo nhỉ. Ui, lắm chó đi cứu thế. Rồi, lắm động vật đấy. Rồi, ok, chúng ta sẽ giải quyết đống này. Ui, rồi lướt một cái. Ui rồi. Ui, cái này sức mạnh của cái cánh kiếm này hơi bị ghê nha. Ok các bạn. Đâu ạ? Chết giờ tôi bị kẹt đây rồi. Cứu ơi. Cứu ơi. Ok bạn. Ở đây đây rồi. Ok, quay trở lại rồi. Sao không lướt nữa. Không lướt nữa các bạn này. Lướt hơi nhiều. Ấy à, con giờ này. Kiếm cương này không được luôn. Thế nên có cái gì đây? Cái gì kiếm bắn ra phái bột ạ? Tao không thấy sát thương đây. Trời, người ta né chứ. Người ta né đây đây. Người ta né này. Người ta né này. Ôi ôi ôi, Zeno hơi lon nhá. Hả, chứ mỗi lần tôi lướt nó hơi to cái gì trời, người ta né các bạn không thấy cái gọi là lướt à, lướt bằng kiếm cánh à, cho cánh kiếm à. Đấy, thế nào? Ủa rồi. Mình mà kiếm cái vũ khí thôi chứ không thì yếu quá rồi mấy thanh niên ra đè đầu cái cổ không à. Ui, lại thêm một cái cung nữa này. Không mà mình phải cầm các bạn là tránh trường hợp thanh niên Zeno sang đây gọi là chúng ta có một cái gì đây? Mày quát cái giống kiếm rồng nha. Đâu xem nào. Kiếm rồng luôn các bạn ơi. Mày quát đồ ai. Con dài Zeno đây, ta có kiếm rồi. Không thêm lướt nữa. Kiếm rồng. Quá sao không có ai đây ta? Hình như thanh niên cũng có NP ra rồi. Sao kiếm rồng nào. Ôi. Nguyên con rồng luôn, nguyên con rồng tôi chả bá rồi. Bây giờ chưa được cái kiếm rồi. Hơi loạn, Vanh hơi loạn nha. Ok, lúc vừa thả con rồng ra cho gọi là vui chơi của mọi người mà. Ok bạn này. Con rồng đây chơi chưa hả? Dám. Ui. Ăn một cái đi luôn. Này không chơi nhảy tới đấy nhá. Như này các bạn ơi. Tôi qua nhà tôi tí rồi. Ok, núp qua đây đây. Thì Vanh. Lại thanh niên Vanh à? Thầy lúc sau quạt nó bay. Lại đi à? Ok à. Khách đến nhà chơi không đón thì lại đi các bạn. Thôi thế là lại không chạy luôn à. Gì không đón con dài sang đây nào. Kiếm gì vậy? Thằng lon vậy. Ôi thanh niên Zeno đấy. Đâu rồi? Rồng đây. Vâng, tôi bay nhảy rồi. Ôi. Đờn, con rồng này. Ui, rồng siêu to đây. Ui giời. Con rồng đi ngược vậy. Ai biết gì đâu. Nó kỳ quá. Nó dùng mông nó đẩy mấy thanh niên đấy. Rồng này. Ui giời ôi. Mấy thanh niên bị rồng xì hơi các bạn thấy nó ngất luôn. Đấy quá. Tôi hoắc ảo. Ok. Rồng này. Rồi thì đừng. Ui kiếm này ghê quá các bạn ơi. Dìa luôn. Thôi. Tôi đã có vũ khí đẳng cấp nhất ạ. Sao? Dìa. Ôi giời ơi. Thôi nha. Địa bàn này của ta nhá, ai qua đây là chịu nhận lấy hậu quả nha. Con già này cầm kiếm ạ. Cầm kiếm ạ. Qua được đây đâu ra. Tuổi gì qua được đây các bạn. Thôi, đập tiếp các bạn. Ui, kiếm rồng xịn quá. À, mình có kiếm rồng. Lại có thêm cái áo gì đây? Áo giáp kiếm cầu vồng luôn. Oh my god, xịn luôn. Và là ui, nguyên thành kiếm cầu vồng trước ngực luôn. Đấy, còn thiếu cái mũ luôn đấy. Tính ra cái mũ luôn là mình có được cái set đồ cầu vồng VIP luôn rồi đấy. Ok. Cái gì đây? Đồ cái gì đấy? Em sẽ ăn cho lúc coi. Không có sang đi chỗ khác đây. Trời ơi. Ok, vừa ăn rồi là đồ ăn cây kiếm không? Ui, thanh niên có đồ ăn bằng cây kiếm luôn à? Thanh niên vẫn cố gọi là cố gắng ra đây, ra đây này. Ui, con rồng này. Ui, các bạn thấy không? Con rồng nó đi đến đâu nó gây sát thương đấy. Kiếm tiên. Ôi, con rồng nó nằm ngay nhà em luôn. Ui, kiếm băng à? Ui, khiên bằng kiếm à? Có đời nào rồi. Khiên kiếm đá. Ok bạn ơi. Ui, cái này có vẻ xịn này. Ok. Chúng ta cứ địa bàn mình đây mà nhà mình yên tâm an toàn các bạn. Đây mình cũng có thanh kiếm giống thanh niên Zeno này. Để xem nào. Kiếm katana siêu to khổng lồ. My god. Con giờ này làm gì đây? Đào kim cương bạn. Đào kim cương à? Đào kim cương à? Ui giời ơi. Trời ơi. Máu đâu đấy? Nãy giờ có thể mất. Hai sao núp không mất máu ta? Trời, núp cũng không biết luôn đấy trời. Hay là núp mặc áo giáp xịn quá nhở? Hay là mặc cái cánh kiếm ra? Có cánh à? Không, người ta có bay được đâu, người ta đeo cho đẹp thôi. Đó, nhìn thấy chuyến không? Con giờ này. Đi rồi. Thả con rồng một cái rồi thanh niên khóc không ra tiếng luôn. Luôn con rồng nó hút một cái đi luôn. Hình như thanh niên Vanh sang đây đào được ít kim cương này em đi rồi về nhà gọi là đập lúc kêu lóc nãy giờ luôn bạn ơi. Thanh niên này về. Về nhà cố thủ ở nhà luôn bạn ơi. Ủa toàn thanh kiếm mình có rồi bạn ơi, không sao. Tiếp tục chúng ta lại ép mắc may mắn tiếp. Nhiều mà. Ôi giời, trời ơi. Này, cái gì đây? Có cái gì à? Đây rồi, nghe nguy hiểm thế nhở. Ok. Ui ôi, mình còn thiếu mỗi cái mũ rồi, thiếu mỗi cái mũ. Ui, cái gì đây? Kiếm TNT. Rồi, nói chung là đọc cái tên đã đoán được ra rồi. Ui, bắn ra TNT các bạn ơi. Biết kiếm giỡm rồi. Không, cái này xịn này, nhìn này. Nói TNT này, nổ cái đùm nó chết luôn này. Tự nhiên mình thử xem ung quả TNT mình có làm sao không bạn. Rõ ràng. Wow, không quá TNT luôn. Tôi vẫn chết que mà thế mà thanh niên Zeno bảo đánh mãi không mất máu, hóa ra ôm TNT vẫn chết các bạn. Ôm bom là đùa đấy, đùa cho vui. Bạn lại. Nhờ là vừa lấy nhịn hơi lâu nha. Úi giời, rồng cắn đi, đúng rồi, dùng mông ấy mấy bác đấy xuống. Rồi, ấy luôn. Cái gì đây? Con giời này làm sao đấy? Con giời định làm gì? Ui, con bò biến dạng luôn bạn. Rồi, đấy rồi. Ok, đây. Mình sẽ gọi là kiếm. Có một cái cúc vào đây. Có một cái cúc này. Đấy, thằng nào? Cúc kiếm gỗ à? Đào được bét đâu. Không đào được bạn. Ui giời ơi, táo này cũng gọi là. Ui, cái gì đấy? Cái này gọi là siêu xịn. Thanh niên có gì đâu, thanh niên nào. Con dài kìa. Con dài cái gãy sớm à? Ta qua trở lại rồi đây. Ok bạn, mình qua luôn bạn. Nghe tiếng gọi là thách đấu của thanh niên Vanh thì mình phải qua liền bạn. Qua liền kéo chơi tối. Cái gì đây? Nên có cái gì mà gãy hả? Rồi, qua đây, qua bằng đường hàng không này. Chờ xíu, người ta đi hơi lâu. Qua lên. Ghê không. Xuống ơi. Kiếm con rồng là cái gì? Nhưng có gì đấy? Không là. Đánh đâu quá qua đây. Kiếm táo vàng đây. Kiếm táo vàng. Lên trời. Không sao. Thanh niên. Sao? Vanh làm sao? Vanh định làm gì? Có cái kiếm gì? Ôi đánh mãi. Thanh niên có kiếm táo vàng, chắc là kiếm để hồi máu các bạn ạ. Được lắm. Ta sẽ báo tù. Cày thế nhở bạn ơi. Chúng ta có gì đây? Bánh trên này. Giáp kiếm đất à? Ok, không sao. Thanh niên. Ui. Trên đầu Zeno. Mình có thêm một cái vũ khí kiếm lửa. Kiếm lửa hình như giống cái kiếm. Bắn nó phai buồn mà. Là trời, ngon này. Ôi, ngón này, bác thấy xịn đâu? Đi đây. Thấy cái kiếm táo vàng VIP nhất lúc ạ. VIP à không, kiếm rồng vẫn đẳng cấp tí nữa lúc ạ. VIP nhất mà. Lúc có kiếm gì đây? Kiếm băng à? My god, rồi. Quay trở lại đây. Ta đã gọi là mang mấy thanh kiếm này quay trở lại đây. Trời, kiếm con nò. Kiếm băng thì cũng vẻ chiến nhỉ, rồng băng làm như vậy, con làm như vậy. Tù tem, có táo này. Không thấm đâu. Thanh niên đấy mạnh lắm, thanh niên đây có kiếm táo vàng đánh như hồi máu liên tục ấy. Ui giời. Hình như thanh niên chỉ cần đánh là thanh niên hồi máu. Ok, không sao, chúng ta sẽ táo vàng ấy. Chúng ta sẽ gọi là. Em có cắt gì kêu chiếu chiếu à, như siêu nhân này. Lại cánh à? Lại khiết à? Kiếm được một cái về mình chỉ cần mỗi một cái mũ thôi. Phải có cách như thế này mới tiêu diệt được thanh niên Vanh. Cần một cái mũ nữa rồi bạn này. Đóng băng thanh niên lại. Hiệu quả. Đóng băng à? Kiếm băng nó có thể đóng băng được ạ. Không hay đóng băng luôn. À đâu, có đóng băng. À thanh niên có lướt mà, thanh niên có cái cánh kiếm nó lướt được. Tới nhà lúc thử dùng cái kiếm băng cái bắc người dân nào. Bác ơi, bánh như cơn sóng. Bác ơi, sao bác không đóng băng? Bác ơi, ok, kiếm băng bác không đóng băng hả? Trời đất ơi, ôi là trời, đấy công chuyện rồi. Mình bác lại cho giáp kiếm đất luôn này. Ảo thật đấy. Ok, không sao, cháu cảm ơn bác nha. Rồi, quá hảo ha. Chúng ta gọi là sẽ tiếp tục mũ kiếm đất. Ôi, chúng ta còn mỗi cái quần kiếm đất nữa thôi là nguyên một set đồ đất rồi. Yeah luôn các bạn này. Rồi cãi mấy thanh niên chiến đấu đây. Vừa nãy gọi là mình bắt nạt mấy thanh niên, giờ mấy thanh niên mạnh quá rồi nên chúng ta lại phải ở nhà tu luyện võ công rồi. Không ra đấy mấy cái đầu đá quay này không lầm. Ôi, mình lầm. Ôi kim đá làm cái gì? Ôi rồi. Có khiên à. Giáp kiếm cầu vòng đấy rồi, mạnh nhất đây rồi. Ôi, xem nào được cái gì đây? Cái gì đây? Cái này là cái gì đây? Ôi rồi. Ui. Cái gì đây, máy bay à? Ôi là trời. Gì ghê vậy? Tới đây. Các con già rồi. Ôi thanh niên có cái lòng chim kìa. Ui. Ôi các con già rồi. Ôi giời, bắn em được. Bắn em làm sao được. Ui bay lên. Ê à. Ui vỡ khiên. Ê thanh niên đánh mình quá. Ê à đánh à láo à. Ui giời ơi. Quả đây nhìn chiến này. Cái lòng chim khỏe lắm. Lòng chim đâu ra. Đúng đi nhé, tấn công. Tấn công rồi. Ui giời ơi, bốc hơi rồi. Thôi rồi, đâu? Và anh đâu? Thôi. Am cấm em. À. Đồ mất vậy. Này. Đóng bằng anh. Cái này hay này. Cái này hay mỗi tội là đó là hơi di chuyển hơi khó rồi. Ủa thanh niên vành đâu? Hơi nhiều màu nha. Chơi đó. Ok. Con đời này. Ok các bạn ơi. Rồi. Thanh niên mạnh rồi, có sở trang rồi. Đâu, thanh niên sở trang đâu? Đi đôi. Cái gì đây? Ai béo cái gì đây? Ui ôi. Chết rồi, cái cánh xong bay được nữa. À đây được. Thanh niên kìa. Ui. Đâu? Giờ nó đến lén nha. Ta đây. Ui dồi ôi, ta mình cưỡi này nó hơi lag các bạn ơi. Nào, chiến đấu đi đúng rồi, chiến đi. À vành cũng có boy. Thanh niên này ui ơi, thả con rồng chết queo tôi rồi. Ui ơi, nhìn quá các bạn ơi. Đúng chứ rồi, không nào, quay trở lại tiếp các bạn ơi. Ui, anh đã quay trở lại rồi. Cái này giống như kiểu là UFO ấy nhỉ các bạn. Cái lồng chim mà. Nhìn như lồng chim ấy. Ôi lồng chim. Tấn công các bạn. TNT nổ đau với đây cả. Các con già đâu. Nghe. Này bạn kiếm này. Ôi rồi vẫn chết à. Tấn công. Làm gì đấy? Tấn công. Ui ôi. Ôi nó vậy. Rồng sang tận nhà luôn. Biết tiệt. Đấy được không? Đâu rồi? Con đấy là đâu thanh niên đâu. Đi rồi. Không cái đấy. Con dài kia làm sao? Con dài chạy đi đâu? Thanh niên nó chạy được kìa. Chạy đâu hả? Chạy đâu? Rồi đây. Làm cấm mình boy. Rồi sao có một cái lồng mà chết trời kìa. Không. Lồng rồng. Chắc là cái lồng của ai đó. Lồng rồng người đó. À. Con dài vạnh. À, trời con rồng nó tự cắn mình luôn. Rồi, con rồng hút anh đi nút bay luôn. Ôi các bạn ơi. Không sao. Chúng ta quay trở lại đây. Nhà thanh manh là đi xử lý mấy thanh niên này đã. Đâu rồi. Nói nhờ. Con rồng quá kìa. Kiếm rồng vẫn là đẳng cấp. Cái chưa? Hôi máu. Ê, chết tiệt. Ui. Gồng này. Vanh rồi. Sao? Vanh này. Không sao, rồng. Đi đúng này. Nhưng mà thôi, mình qua nhà anh Yên Vanh xử lý anh Yên Vanh các bạn ơi. Vanh làm sao? Vanh làm sao? Rồng. Rồng đây này. Này thì kiếm táo vàng của chúng tôi này rồi. Đây à. Bay ra. Chạy thôi. Quay lại. Rồi, đuổi em ra được. Tí rồi. À thì có nước à? Ok bạn này ra xử liền. Con dài này bám nước lên các bạn ơi. Rồi con dài rồi. Con dài đi rồi. Con dài. Ý thanh niên này bám nước chỗ cái đài các bạn ơi. Rồi, sao mình không thấy ta? À, kia ném NP à. Cái cánh kiếm ấy chỉ bay một đường thẳng các bạn ơi. Đấy. Nhờ là anh. À, con rồng cũng cắn chết mình luôn. Ôi. Tí dính cái tiền. À nha, tôi đánh mấy con này đã. Đánh mấy con này đã. Đánh cháy mình luôn bạn ơi. Ôi ơi, bình tĩnh thôi anh ơi. Ôi ơi, mày quá. Tí định nổ gọi là nhà của tôi bạn. Đấy, chúng ta tìm một tiêu diệt thanh niên Vanh nữa bạn ơi. Thanh niên này đồ vip hơn mình. Đây là đâm ra là mình thực ra là mình có cái khắc chế. Chưa thanh niên chưa đi đâu. Đâu rồi? Rồi ok, thanh niên kia đi rồi. À, nhà thanh niên ở đây. À, con già này. Thanh niên trùng rồng ấy. Lắc được. Người ta có lồng bảo vệ phải không? Lồng chim đây. Nó hơi cái kia rồi. Lồng chim đây. Ấy, đào. Ok bạn này. Ui, đào một cái vỡ. Ui sao có hai cái kiếm này? Ồ, chết rồi. Hay quá. Rồi ok. Có thanh niên Zeno đúng không? À, con già Zeno này. Chạy thôi. Quay trở lại rồi đây, mình đã quay. Ai ơi, hai con rồng hút nhau. Hai con rồng hút nhau bạn. Ui cái gì đấy? Nó hàng rồng đụng nhau luôn. Ok bạn ơi, đó. Bay tùm lum luôn rồi. Sao chúng ta đi kiếm thanh niên Zeno bạn. Mình có quả gọi là lồng chim siêu vip bao quanh là kiếm này. Đâu ai? Thanh niên đâu ai? Chú đâu ra? Nhà thanh niên này, nhà đối diện mình là nhà vàng đúng không? Ok, à đây là con già đâu. Nào. Ồ né luôn, né rồng luôn. Né làm sao được? Anh niên bọc nhà bằng bedrock rồi. En, anh nên ngã rồi. Bọc ngàng bé rau à. Combo đây, combo bắn tia laser đây. Từ nãy giờ mình né ra bạn. Thanh niên thả rồng ấy. Né liền các bạn. Ui, đại chiến của những con rồng, đại chiến của những con rồng. Ok bạn ơi. Ui phá. Ai ạ? No! Lồng chim đâu? Lồng chim đây. Lồng chim đây, lồng chim quay trở lại rồi đây. Ui thanh niên mới có lồng chim. Chưa đi vẫn chưa đi đâu ấy. Đi thả bom đây. Thì xong bay cái giường luôn. Rồi đi. Thả bom đấy. Rồi luôn. Rồi chơi luôn rồi. Ôi giời ơi các bạn thấy không? Combo là gọi là cưỡi lồng chim cộng thêm thả bom nữa là thấy không là nhìn đấy, mà bắn ra tia laser rồi. Rồi xong rồi. Quá đỉnh các bạn thấy không? Cái giường này chơi tiếp. Đấy, ông người là mấy làm xoa một quả này rồi. Ai cho bộ áo giáp này mặc cho cụ. Ôi giời, thở thì mình chích queo lần này cho bộ áo giáp mà mặc mà cưỡi lồng chim đi. Mặc cho đẹp trai quá. Các bạn thấy không? Tính ra là cái kiếm rồng cũng khá là mạnh nhưng mà chỉ thả con rồng thôi, nhưng mà mình có đấy bay đây, bay đi gọi là tìm người yêu đây. Ok thì có lẽ rằng clip ngày mai đến đây là kết thúc các bạn ơi. Đấy thì ngày hôm nay là bọn mình đã tham gia xong cái cuộc chiến Bedwars với cái Lucky Block gọi là Super Squad rồi. Thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like, nhớ like đăng ký kênh ủng hộ mình nha, và đừng quên là qua kênh của tất cả người trong nút tìm ấn đăng ký ủng hộ nha. Còn bây giờ xin chào hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.